Ok rồi.
Ờ, về rồi. Con đi học về này. Ừ, về cất cặp đi. Về rồi. Vâng. Làm gì tí nhé cô, nấu cơm nhé. Vâng. Ăn trứng nữa nhé. Vâng. Ta ở tiên bố định bắt ngủ nó không bắt được. Không sao đâu mà. Nó bay hát quá. Yeah. Làm trứng nhé. Yeah.
đem đi rửa đi. Con rửa rau xong chưa? Con rửa rau sắp xong rồi. Được, mang về đây. Được. Chín à? Thank you.
không con